Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động ông Bùi Huy Hùng, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm trợ lý Chủ tịch nước. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1900 điều động ông Bùi Huy Hùng, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trước đó, ngày 17 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch nước. Cụ thể, tại quyết định số 688, Chủ tịch nước đã điều động bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ, giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại quyết định số 689, Chủ tịch nước điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại quyết định số 686, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, công tác tại Văn phòng Chính phủ, biệt phái đến Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự trợ lý Chủ tịch nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.